Nữ tỷ phú Madam Pang, Luo Phần Lam Sam đã dành thời gian để theo dõi và cổ vũ đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam thi đấu tại FIFA World Cup 2023. Madam Pang, nữ trưởng đoàn bóng đá Thái Lan, người phụ nữ nổi tiếng nhất của bóng đá Đông Nam Á trong thời gian qua, đã rất quan tâm đến đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam thi đấu tại World Cup 2023. Ở trận đấu Việt Nam thua Mỹ 0-3, Madam Pang đã theo dõi suốt trận đấu và chia sẻ dòng trạng thái trên trang cá nhân, bày tỏ sự ngưỡng mộ thành tích thi đấu cũng như tinh thần tuyệt vời của đội tuyển nữ Việt Nam. Bà viết, tận đáy lòng, tôi phải khen ngợi các bạn. Màn thể hiện của các cô gái đội tuyển Việt Nam ở trận gặp Mỹ rất tốt. Sau hiệp 1, đội tuyển nữ Việt Nam chỉ để thủng lưới 2 bàn. Tôi luôn cổ vũ đội tuyển nữ Việt Nam bằng cả trái tim của mình. Facebook ASEAN Football dẫn lại dòng trạng thái của Madam Pang. Tuy nhiên trang này lại nhầm khi viết bà là huấn luyện viên đội tuyển Thái Lan. Đi kèm dòng trạng thái này, Madam Pang còn đăng hình thủ thành Kim Thanh như muốn nói bà thán phục thủ môn đội tuyển nữ Việt Nam đã chơi một trận quá xuất sắc. Ngày 27 tháng 7, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ gặp Bồ Đào Nha lúc 14:30 với mục tiêu có được bàn thắng lịch sử ở đấu trường World Cup.